Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Các bạn biết đấy, có rất nhiều món ăn như pizza, xúc xích, phở cuốn, bánh cuốn. Còn mình thì mình thích ăn bún chả bởi vì nó rất là ngon, nước đậm đà và miếng chả tan giòn trong miệng. Mình thường đi ăn với mẹ mình. Còn các bạn thì sao? Các bạn thích ăn gì? Hãy kể cho mình nghe nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.